Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay Trường có về một số đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên Trường chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt. Thì Trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ Trường. Thì hôm nay Trường có một bộ bàn ghế. Gỗ là gõ đỏ cô chú anh chị nha, mã 1D, gỗ gõ đỏ. Được chạm đục thủ công tay trên vách của cái mặt dựa cái ghế là chạm hai con cong rất là đẹp của chú anh chị. Cái bộ này 4 cái ghế rất là to bự và một cái bàn cũng rất là to bự. Một cái ghế như vậy là hai người khiêng là quần tay của chú anh chị nha, rất là nặng. Thì có lót những miếng đá và những miếng đá ở trên cái mặt ghế mình ngồi đá văn mây. Cái bộ này mình có thể ngồi hai người cũng được cô chú anh chị nha, rất là rộng rãi, rất là thoải mái, rất to bự, rất là chắc chắn của chú anh chị. Được là gáp bằng những cái mộng của chú anh chị nha. Chiều cao của cái ghế là 1m49.5 của chú anh chị, 1m49.5. Chiều ngang hai cái tay ghế mình là 77. Chiều ngang của mặt ghế mình ngồi là 80. Chiều rộng của cái ghế mình ngồi là 60 cô chú chị, 60 rất là rộng rãi. Miếng đá trên miếng đá chiều rộng của miếng đá là 50. Chiều dài là 65 cô chú chị nha, miếng đá chiều dài là 65. Chiều rộng là 50. Trên cái ghế mình ngồi rất là mát. Còn cái đố mà cái mặt dựa của cái ghế mình là 3/7 của chú chị nha. 3/7 cái đố trên mặt ghế mà dựa mình ngồi á rất là chắc chắn và cứng cáp. Những cái chân bàn chân ghế được cản ốc và những chạm đục, những hình mặt bộm rất là đẹp nha. Ốc ác thì cũng khá là đầy đủ chứ không có mất ốc xưa của chú chị nha. Ốc xưa vân gỗ là tự nhiên, vân gỗ của chú anh chị thấy nó nổi lên rất là tự nhiên. Cái bộ này thì cũng chưa có sơn sửa gì lại hết. Trường giao lưu của nhà văn sao thì Trường để y thinh như vậy. Rất là đẹp của chú anh chị. Đó là thông số cái ghế. Còn cái chiều cao của cái bàn này là 81. Chiều cao từ cái mặt bàn xuống dưới cái chân bàn là 81. Chiều dài của mặt bàn là 1m85. 1m85 rất là dài của chú chị, rất là bự. Chiều ngang của mặt bàn mình là 85 năm. Chiều ngang của miếng đá trên cái mặt bàn mình là 57. 57. Còn cái chiều dài của miếng đá trên cái mặt bàn mình là 1m56 năm. 1m56 năm. Đá là đá vân mây rất là đẹp của chú chị nha. Của chú chị dòm thấy miếng đá này rất là đẹp, rất là mát lạnh. Cái hình vân mây rất là đẹp. Đây, ở dưới cái dìm nó cũng chạm đục hai con cong rất là đẹp của chú chị nha. Đây, rất là đẹp. Cái bộ này là gồm 5 món của chú chị nha. 4 cái ghế rất là cao bự, rất là cồng kềnh. Rồi mã số 1D Trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 90 triệu. Trường bao phí ship 1.000 cái số. Số điện thoại của Trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của Trường. Thì mã số là 2D. Đây Trường có một cặp cọp của cô chú anh chị, chất liệu là bằng đồng. Từ cái đầu khuôn mặt, con mắt tới những cái nanh và cái bồm tới cái chân, rất là đẹp của chú chị nha, chất liệu là bằng đồng. Chiều dài từ cái mũi con cọp xuống dưới cái đuôi là 1m26. Từ cái đỉnh đầu của con cọp xuống dưới chân là 60. Từ cái lưng con cọp xuống dưới cái chân là 47. Còn quanh bụng của cái con cọp này là 65. Một con cọp này là
là 26 kg, hai con là 52 kg, nhưng mà chiều tính 50 kg thôi, 50 kg đó, rất là nặng. Một cặp cọp chất liệu là bằng đồng, trường bao của chú chị hàng lành lặn và liền lạc, không có đắp giá hay sức mẻ chỗ nào hết. Rồi mã số 2D, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là một cặp cọp chất liệu là bằng đồng, là 24 triệu, 24 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã số tiếp theo là một trường có một cái đèn Pháp của chú anh chị nha, chất liệu là bằng đồng, rất là đẹp nha. Cái đèn này chứa khoảng 1 lít dầu của chú anh chị nha, 1 lít dầu. Rất là đẹp. Rồi, sử dụng được bình thường của chú anh chị nha. Chiều cao từ ống khói xuống dưới cái chân đèn á là 53. Từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 31. Chu vi hoành bụng á là 45. Chu vi hoành đế là cũng là 45 của chú chị nha. Mình sử dụng được bình thường. Tim cũng lên xuống bình thường. Đây có cái logo của chú chị nha, có một cái logo, ống khói có logo của chú chị. Rồi, trường bao của chú chị về sử dụng không có lủng không chải, nếu mà lủng chải cứ hoàn hàng về cho trường, không mắc một phí ship đồng nào hết. Rồi mã số 3D, trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị, bao đánh bóng và bao phí ship luôn. Rồi mã số 4D, trường có một cái sông trầm của chú chị nha, sông trầm tháp, rất là đẹp, rất là dày dặn và cứng cáp nha. Chiều cao của cái sông trầm á là 27, chiều ngang của hai cái tay sông trầm á là 24, chu vi hoành đế của cái sông trầm á là 40, 41, 40. Cân nặng của cái sông trầm là 1,5 kg của chú chị nha, 1,5 kg, rất là dày dặn và cứng cáp. Không có đắp giá hay sức mẻ gì hết. Ở dưới chân đế có mọc chuyện của chú chị nha. Mã số 4D, chiều giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 800 nghìn đồng. Một cái sông trầm tháp, chất liệu là bằng đồng. Rồi mã 5D, đây chiều có một con ngỗng của chú chị, sông trầm con ngỗng, cũng rất là đẹp nha, rất là dễ thương và xinh xắn. Chất liệu là bằng đồng. Chiều cao từ cái miệng con ngỗng á xuống dưới cái chân á là 29, chiều dài từ cái ngực á ra cái đuôi á là 20. Cân nặng của một con sông trầm con ngỗng á là 1 kg giác, mình tính kilo thôi, 1 kg. Đây bên trong rất là đẹp của chú chị nha. Đó, mình bỏ cục sông trầm vô đây. Đó, mình đậy cái cánh nó lại. Đó, rất là đẹp nha, chất liệu là bằng đồng. Mã số 5D, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là 900 nghìn đồng. 900 nghìn đồng chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 6D, đây trường có một cái chống đồng của chú chị, chất liệu cũng là bằng đồng. Đó, trên mặt chống đồng và xung quanh cái chống đồng này được khắc chạm nổi rất là đẹp. Ở trên cái mặt chống đồng là có 4 con cóc rất là đẹp của chú chị nha. Chất liệu là bằng đồng. Chiều cao của cái chống đồng này á là 15, chiều ngang của mặt chống đồng này á là 20, 19 của chú chị. Chiều ngang của mặt chống đồng là 19. Chu vi á của cái mặt chống đồng này á là 61. Chu vi hoành đế coi. Chu vi hoành đế là 57. Rất là đẹp. Hàng lành lặn và liền lạc. Cân nặng của một cái chống đồng này là 2,5 kg 50. 2,5 kg 50. Đây, ở bên trong đây. Bên trong của chống đồng. Rất là đẹp của chú anh chị nha. Rồi mã số 6D, trường giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu 500 nghìn đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 7D, trường có một cái ấm, cái này là cái ấm là gốc rượu ở bên châu Âu của chú chị, này của Pháp. Nó hai cái vòi giống như hai cái đầu con dê vậy đó, rất là đẹp. Đó, còn cái quai của nó là có chạm hình mặt cô gái, hai bên quai có chạm hình mặt cô gái của chú chị nha, hai bên luôn, rất là dày dặn cứng cáp nha. Rồi
cái chiều cao từ cái quai cầm xuống cái chân á, trường đo như vậy á là 22, chiều dài á là hai cái miệng của cái ấm này á là 30, chiều ngang của cái miệng ấm này á là 13, chu vi hoành đế á là 37, cân nặng của cái ấm này là 1,850 kg, mình tính 1,8 kg thôi. Rất là đẹp nha, rất là dày dặn nha cô chú anh chị, cái hàng này là dày dặn, chiều bao của chú chị rất là dày. Mã số 7D trường giao lưu của chú chị là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng, chiều bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 8D đây trường cũng có một cái bình nha, cái bình đựng nước, chất liệu là bằng đồng, đồng vàng, đồng châu Âu của chú chị nha, hàng của Pháp xưa. Chiều cao từ cái nắp bình xuống với cái chân bình đó là 27, chu vi hoành bụng là 30, thì cái bình đó nó xô nó bằng nhau hết. Cân nặng của cái bình đựng nước này là 1,3 kg, giác mà tính 1,3 kg thôi. Cái bình này nó giữ nhiệt rất là lâu cho cô chú chị nha. Cái độ lạnh của nó cũng rất là, nếu mình để nước đá rồi cũng rất là lâu. Hàng lành lặn và liền lạc. Bên trong của chú chị nha, bên dưới. Rồi mã số 8D trường cũng giao lưu với quý cô chú chị một cái bình đựng nước là 2.500.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú chị. Đây trường có một cái nồi của chú chị, nồi chất liệu là bằng đồng, rất là đẹp của chú chị nha. Hai cái quai nồi, cái nắp nồi, và cái thân nồi người ta tạo những cái hình sọc rất là đẹp. Chiều cao của cái nồi á là 12, chiều ngang của hai quai nồi á là 18, chu vi hoành bụng của cái nồi mình á là 45, cân nặng của cái nồi rồi là 300 gram của chú chị, 300 gram. Đây bên trong rất là sạch sẽ, không có đắp giá hay sức mẻ chỗ nào hết. Rồi mã số 9D trường giao lưu với quý cô chú và anh chị một cái nồi bằng đồng, là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Thì trường ở đây trường có một cái khung ảnh của chú chị nha, một cái khung ảnh để một cái gia đình của mình, để một cái gia đình của mình, mình chụp hình để mình cái ảnh lưu niệm. Ở phía sau mình có thể mình ship ra ship vô được. Cái chân chổi. Rồi chiều cao của khung ảnh này là 27, chiều ngang của khung ảnh này á là 25, cái lọt lòng của khung ảnh này á là 13 cô chú chị nha, 13 cái chiều dài của nó, chiều cao của nó, chiều ngang là 8 phân. Mình có thể để những cái khung ảnh gia đình của mình rất là đẹp. Chất liệu là bằng đồng của chú chị. Mã số 10D trường giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.800.000 đồng, một cái khung ảnh chất liệu là bằng đồng xưa. Rồi mã số 11D, đây trường có một cái mâm của chú chị, tích là cửu long, tích là cửu long, 9 con rồng. Đây xung quanh được đục chạm để nổi những cái con rồng lên. Còn xung quanh cái viền mâm này là 12 con giáp của chú chị nha, 12 con giáp. Chiều ngang của cái mâm này là 52, lọt lòng là 40, cân nặng của cái mâm là 1,150 kg, 1,150 kg của chú chị nha. Mâm là mâm đồng, chín cửu long, 9 con rồng, phía sau có móc treo tường của chú chị nha. Rồi mã số 11D trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 1 triệu, 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi đây thì trường cũng có một cái cặp đôn, cặp đôn xưa, chất liệu là gõ đỏ, chưa có sơn khoét của chú anh chị nha, không có sơn khoét gì hết. Mã số 12D vân gỗ là tự nhiên. Cặp đôn này mình có thể để được mặt trên và mặt dưới, nó là 2 tầng.
chiều cao của cái đôn á là 1m07, còn lọt còn chiều cao giữa cái mặt đôn trên và cái mặt đôn dưới là 52 cô chú anh chị nha. Còn chiều chiều ngang và chiều rộng của mặt đôn trên á thì nó 24, nó vuông dứt. Còn cái mặt ở dưới á là 33, nó cũng là vuông, rất là đẹp cô chú anh chị nha. Còn cái đố của cái đôn này á là 3 phân rưỡi, 3 phân rưỡi là chiều đo ở trên này. 3 phân rưỡi cô chú chị nha. Một cặp đôn xưa, chất liệu là gõ đỏ, vân gỗ là tự nhiên, chưa có sơn khoét cô chú chị nha. Mã số 12D, chiều giao lưu với quý cô chú anh chị. Một cặp đôn chất liệu là gõ đỏ, là 5 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi, mã số 13D, trường có một cặp ché của chú chị nha. Cặp ché gốm tàu xưa, hàng vẽ tay, thích là chim chỉ phù dung, rất là đẹp của chú chị nha. Nước men lên rất là sáng bóng, cái nền màu vàng chanh rất là đẹp, vẽ những con chim chỉ và những đóa hoa cũng rất là có hồn. Chiều cao là 63, chu vi hoành bụng á là 1m12, chu vi hoành đế là 70, chim chỉ phù dung rất là đẹp của chú anh chị nha. Những đóa hoa phù dung mình sờ vô đây, mình cảm nhận được cái bút tích của họa sĩ và những cái hình bông hoa, những cái nét đẹp và cái vẻ đẹp của con chim và những đóa hoa rất là đẹp của chú chị. Hàng lành lặn và liền lạc. Mã số 13D, chiều giao lưu với quý cô chú chị. Một cặp ché gốm tàu xưa, hàng vẽ tay, là 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Mã số 14D, đây trường cũng có một cái cặp ché nha, màu đỏ rất là đẹp nha, cũng là những đóa hoa phù dung và chim hoàng anh, không phải là chim chỉ, là chim hoàng anh. Người ta mình sờ vô mình cảm thấy cái nét vẽ của người ta rất là đẹp của chú chị nha, rất là đẹp. Rồi, chiều cao của cái ché này cũng là 63, chu vi hoành bụng của cái ché là 1m1, 1m1 của chú chị nha. Chu vi hoành đế của cái ché này á là 70, gốm tàu xưa, hàng vẽ tay, hàng lành lặn và liền lạc, không có sức bẻ hay găng tóc gì hết. Rồi, mã số 14D, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị cũng là 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi, mã 15D, đây trường có một cặp bình lục giác nha. Mỗi cạnh lục giác là 2 con giáp, 6 cạnh là 12 con giáp, màu cam và màu vàng là tạo thành một cái tác phẩm là hoa văn rất là đẹp của chú chị. Cặp bình lục giác rất là đẹp. Chiều cao của cái bình là 54, chiều ngang của miệng bình là 14, còn một cạnh của lục giác này là 12 năm của chú chị, 12 năm, hàng lành lặn và liền lạc. Mã số 15D, đây, dưới chân đế đây. Mỗi một cạnh của lục giác là 2 con giáp, xung quanh là 12 con giáp của chú chị. Mã 15D, trường cũng giao lưu với quý cô chú và anh chị là 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Thì ở đây hôm nay trường cũng có một cặp bình củ tỏi, tích là bách hoa nha, màu vàng chanh, người ta vẽ những bông hoa, những cái hoa văn rất là đẹp. Mã số 16D, gốm tàu xưa, hàng vẽ tay, hàng cũng lành lặn và liền lạc. Chiều cao của cái cặp bình của cái bình củ tỏi là 55, chiều ngang của miệng bình là 20.05, chu vi của cái bụng bình á là 1m15, chu vi hoành đế là 68, gốm tàu xưa, hàng vẽ tay của chú anh chị, dưới chân đế đây, bao lành lặn qua liền lạc, không có sức bẻ hay găng tóc gì hết. Rồi, mã số 16D, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị đúng là 3.500.000 đồng, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi, mã 17D, đây trường có một cặp bình cũng gốm tàu xưa, hàng vẽ tay luôn của chú chị nha.
Đây, tích là thuận buồm xuôi gió, rất là đẹp nha. À, một chiếc thuyền à, và những cái mặt trời và những con cá ở dưới biển rất là đẹp cô chú chị. Cập bình thì rất là to bự, chiều cao 2 mét à, chiều cao là 2 mét cô chú chị à, gốm tàu xưa hàng dẻ tay, còn hoành bụng là 1m52, hoành bụng là 1m52, còn hoành đế á, hoành đế là 1m14, hàng lành lặn và liền lạc. Một cái bình như vậy là phải 6 người 7 người khiêng cô chú chị nha, rất là nặng, rất là to. Mã số 17D, một cặp bình gốm tàu xưa hàng vẽ tay, tích thuận buồm xuôi gió, thuận tiện cho công việc là mình làm ăn. Đó, trường giao lưu với cô chú anh chị là 35 triệu, 35 triệu trường bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Mã số 17 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì trường cũng rất cảm ơn với cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường một lần nữa. Kính chúc với cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, làm ăn phát tài phát đạt. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều.